Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Chiều tối ngày 24 tháng 10, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn đã có những chia sẻ cập nhật mới nhất về diễn biến của bão Trà Mi sau khi vào biển Đông. Theo đó, chiều ngày 24 tháng 10, bão Trà Mi vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 6. Ông hưởng lưu ý khi bão số 6 đi qua quần đảo Hoàng Sa đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, sau ngày 26 tháng 10, bão số 6 có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp. Trước mắt, ông Nguyễn Văn Hưởng cảnh báo cần lưu ý các nguy hiểm về gió mạnh, sóng lớn trên biển bao gồm ở khu vực phía Bắc giữa của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa. Từ ngày hôm nay trở đi sẽ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 cấp 9, sau đó sẽ tăng mạnh theo quá trình tăng cấp của bão. Ngay cả khu vực phía nam của biển Đông cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6 gây ra tình trạng biển động. Những tác động về gió mạnh đối với khu vực biển ven bờ cần theo dõi thêm trong bản tin tiếp theo. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, bão số 6 với kịch bản dù không đổ bộ vào miền Trung thì vẫn gây nên đợt mưa lớn có thể bắt đầu từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 ở Bắc Trung Bộ. Sau đó, tàn dư của bão Trà Mi có thể tạo thành một vùng áp thấp ở ven biển miền Trung và tiếp tục gây mưa lớn giai đoạn từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 5 tháng 11 trên phạm vi khá rộng, bao gồm cả các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Người dân cần cảnh giác với ngập lụt diện rộng và các thiên tai kèm theo nó như lũ quét, sạt lở đất ở các vùng núi của miền Trung. Trước mắt, các tàu thuyền đánh cá không nên đi vào khu vực từ vị tuyến 15 đến vĩ tuyến 20. Tốt nhất là đi vào bờ chú bão trước ngày 26 tháng 10. Và không nên ra khơi tiếp vì biển miền Trung sẽ động mạnh cho tới hết tuần đầu tiên của tháng 11. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ đưa ra nhận định về hướng di chuyển của bão số 6. Theo đó, trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ trung bình khoảng 15 km h và có xu hướng mạnh dần lên. Khi di chuyển tới khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão có khả năng đạt mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Ông hưởng cho biết, trong những ngày tới, do chịu tác động cùng lúc của hệ thống không khí lạnh và hoàn lưu bão mới hình thành ngoài phía đông Philippines nên hướng di chuyển của bão sẽ còn có sự thay đổi bất thường. Đặc biệt, khi đi qua quần đảo Hoàng Sa đến vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, sau ngày 26 tháng 10, bão số 6 có khả năng di chuyển chậm lại, giảm cấp và đổi hướng. Khả năng đổ bộ vào đất liền còn chưa rõ ràng, cần phải theo dõi tiếp trước mắt trong 2 ngày tới cần lưu ý các nguy hiểm về gió mạnh, sóng lớn trên biển bao gồm ở khu vực phía bắc giữa của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa từ ngày hôm nay trở đi sẽ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 cấp 9, sau đó sẽ tăng mạnh theo quá trình tăng cấp của bão. Lưu ý, ngay cả khu vực phía nam của biển Đông cũng chịu tác động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 6 gây ra tình trạng biển động. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Hồi 4 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 17,0 độ vĩ Bắc, 119,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 cấp 10, 75 đến 102 km/h, giật cấp 12, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h, cường độ có khả năng mạnh thêm. Trong 48 giờ tiếp theo, bão chạm di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km một giờ và cường độ tiếp tục mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai ngày 26 tháng 10, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 6, mạnh cấp 10, cấp 11, 89 đến 117 km một giờ, giật cấp 13, 134 đến 149 km một giờ đến 4 giờ sáng ngày 27 tháng 10, tâm bão Trà Mi ở trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, 103 đến 133 km/h, giật cấp 14, 150 đến 166 km/h đến 4 giờ sáng ngày 28 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía tây. Cường độ bão lúc này mạnh cấp 10, 89 đến 102 km một giờ, giật cấp 12, 118 đến 133 km một giờ. Trước đó, ông Nguyễn Văn Hường, trưởng phòng dự báo thời tiết, cho biết bão Trà Mì là một cơn bão rất phức tạp, đã có 4 lần đổi hướng trước khi tiến vào Biển Đông. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp trực tuyến về công tác triển khai ứng phó với bão Trà Mi. Để ứng phó với cơn bão này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam lập hai phương án sơ tán dân khi bão đổ bộ trực tiếp vào địa phương. Theo đó, ở phương án bão mạnh, tỉnh này sẽ di rời 212.000 người và 396.000 người đối với số bão, đến ở sen ghép các nhà kiên cố hoặc sơ tán tập trung đến các cơ quan công sở trường học. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho rằng, trong vòng 3 năm nay, tỉnh Quảng Nam không có bão lớn đổ bộ, nên chắc chắn người dân có sự chủ quan. Qua đó cần tích cực để người dân hiểu được việc phòng chống bão để giảm thiệt hại khi bão đổ bộ. Kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các địa phương đơn vị phải có lãnh đạo thường trực 24/24 24 để chỉ đạo phòng chống bão, tăng cường kiểm tra lực lượng trang bị bốn tại chỗ, đảm bảo thông tin liên lạc trong suốt từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã để kịp thời nắm bắt thông tin từ cấp địa phương. Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn xem xét tình hình để tổ chức cấm biển để đảm bảo an toàn ngày 24 tháng 10, Nguyễn Trần Thu Trang, 39 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, bị công an tỉnh Lâm Đồng, Đồng bắt khẩn cấp để điều tra hành vi giết người. Trang bị điều tra với cáo buộc đã đầu độc ông MHV chú thành phố Hồ Chí Minh rồi lái ô tô xuống vực sâu trên đèo Bảo Lộc để phi tang. Theo thông tin, Trang với ông V có tình cảm với nhau. Gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn, Trang đã lên mạng xã hội đặt mua xe anua để sát hại ông này. Chiều ngày 20 tháng 10, cả hai lái xe từ tỉnh Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình di chuyển, Trang dùng xe nua đầu độc ông về. Sau đó, cô ta đưa người tình về nhà trọ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 21 tháng 10, nghi phạm tiếp tục chở nạn nhân đi hàng trăm km tới tỉnh Lâm Đồng để tìm cách phi tăng. Đến trưa cùng ngày, Trang chở ông về đến quốc lộ 20, đoạn thuộc đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, sau đó lao xe xuống vực đèo. Vụ việc làm phần vỏ xe biến dạng, kinh chắn gió bị vỡ, bung các túi khí trong xe trang bị thương nhẹ được lực lượng chức năng đưa ra khỏi xe thi thể ông v được công an đưa về bệnh viện tại thành phố bảo lộc từ lời khai và các chứng cứ thu thập được lực lượng công an tỉnh lâm đồng đã quyết định bắt giữ trần nguyễn thu trang